trung lại nào. Cô có chuyện cần thông báo. Giới thiệu với các em, đây là thầy Đôn. Thầy Đôn là hiệu trưởng của một trung tâm nghiên cứu tài năng vũ trụ. Hôm nay, thầy tới đây để tuyển chọn các nhân tài mới cho trung tâm của thầy. Chào các em, tôi là thầy Đôn. Theo như các em vừa biết, thì tôi là hiệu trưởng của một trung tâm nghiên cứu tài năng vũ trụ. Nếu các em học tập ở đó, thì trong tương lai không xa, các em cũng trở thành một nhân tài mà ai ai cũng ngưỡng mộ và còn được cử đi vũ trụ học tập với các vì sao. Nhưng không phải ai cũng được vào lớp đặc biệt do đích thân ta chỉ dạy, nên ta sẽ mở ra một cuộc tuyển chọn. Trò nào hoàn thành thử thách mà ta đưa ra thì sẽ được vào lớp của ta. Nên nhớ, các thử thách sẽ không dễ dàng gì đâu. Ngoài trí tuệ ra thì các em cần phải có thể lực. Có một trong hai cũng không thể thành nhân tài được. Các em biết vì sao không? Dạ, nếu có trí tuệ mà không có sức khỏe thì cũng không làm được chuyện lớn. Còn nếu có sức khỏe mà không có trí tuệ thì cũng không thể khiến người khác khâm phục. Nói rất đúng. Tiêu chí tuyển chọn lần này là trí tuệ và thể lực. Hy vọng các em có thể vào được lớp học nhân tài của ta. Theo như thầy Đơ nói, nếu con được vào lớp nhân tài, papa và mama sẽ rất tự hào về con, trở thành một nhân tài mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Con cũng muốn vào lớp đó học nữa. Mẹ ủng hộ ba đứa. Chỉ cần các con cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Các con uống sữa chai Cool đi, papa đã mua rất nhiều. Khi mua mỗi thùng sữa Cool túi hoặc thùng sữa Cool chai bất kỳ là sẽ đóng góp cho tổng đài Love Cool 10.000 đồng để hỗ trợ cho các bạn khó khăn đó. Tổng đài đang hỗ trợ cả ngàn bạn nhỏ khó khăn đúng không ba? Đúng rồi. Hả? Chào các em. Dòng tuyển chọn hôm nay được chính thầy bài trí, sẽ kết hợp giữa thể lực và trí tuệ. Các em phải cố gắng tốt nhất có thể nha. Cuộc thi gồm nội dung như sau. Dòng 1, các em sẽ kéo bánh xe hơi được cột dây thừng đến trạm 2. Tại dòng 2, các em sẽ giải câu đố mà thầy đưa ra. Dòng 3, sẽ cột 2 túi bột và đu xà đơn. Dòng cuối cùng là giải được bài toán khó mà ta đưa ra. Cuộc thi vô cùng đơn giản, các em đã hiểu rõ chưa? Dạ. Được, cuộc thi bắt đầu. Cái gì đen khi mua, khi dùng thì đỏ, khi dùng xong thì xám? Than đen khi mua, lúc dùng thì đỏ, và khi còn tro thì xám. Cuộc thi hôm qua các em đã làm rất tốt, nhưng thầy cũng tiếc cho vài bạn đã không hoàn thành được bài tuyển chọn mà thầy đưa ra. Nhưng không sao, không được lần này thì lần sau vậy. Kết quả thì được dán tại bảng thông báo, các em có thể đến xem. Vali Cool đúng xịn luôn nè anh hai.
anh sẽ sưu tập thẻ đặc biệt trong thùng cun túi để đổi cho em một cái nữa nếu em học giỏi. Chuyện gì vậy? Không lẽ chúng ta đã bị bắt cóc?